2019 này thì Hương rất là may mắn tham gia cùng với rất là nhiều anh chị ca sĩ nổi tiếng và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, và đặc biệt là khi được tham gia lễ hội thì đấy là một niềm vinh dự cho Hương, bởi vì thực sự là mọi thứ được tổ chức quá quy mô và hoành tráng. Lễ hội Hang Động Quảng Bình năm 2019 với cái điểm nhấn vô cùng đặc biệt đó là một câu chuyện kể, một cái hành trình khám phá được dẫn dắt bởi Hoa hậu Tiểu Vy cùng với nhân vật một cái anh chàng khách du lịch quốc tế tên là Rohan. Hai bạn đã đưa chúng ta đến với những cái miền cổ tích trong những cái hang động, và chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những cái khung cảnh khác nhau với những cái không gian sân khấu khác nhau ở ngoài sân khấu chính, ở trong hang hoặc là trên những dòng sông son và mở rộng ra ở những cái bãi biển vân vân. Đó thì với nhiều cái chiều cảm nhận như vậy thì chúng ta đã có một cái bức tranh phác thảo khá là tổng quát về cái vẻ đẹp của vùng đất Quảng Bình thông qua Festival Hang Động Quảng Bình.